Và mình sẽ làm một cái bài thiền nữa. Cái bài thiền này là thêm thôi. Và bài thiền này sẽ giúp cho cái thể vía của mình nó mạnh lên và sáng và giống như là gọi là tinh tinh vi và tinh tế hơn, thanh nhã hơn. Bài thiền này tên là Wahe Guru Meditation. Thì mình nghe cái tên là mình biết là cái mantra mình dùng là phải dùng mantra gì rồi ha. Wahe Guru, Wahe Guru. Wahe có nghĩa là ngay tại đây, ngay bây giờ. Guru là đi, được đi từ bóng tối ra ánh sáng. Thì điều đó thật là tuyệt vời. Mình được một trải nghiệm một cái sự gọi là mở mang tâm thức, mở mang trí tuệ, mở mang sự hiểu biết cho mình ha. Thì cái tay của mình nó hai tay bắt ấn Yangutra đặt ở trên đầu gối. Và cái mặt của mình đó, khi mình nói Wahe, mình sẽ nhìn sang bên trái. Guru, mình nhìn sang bên phải ha. Và cái hơi thở thì nó sẽ tự động. Và mắt mình thì nhắm lại, tập trung ở ngay cái đầu mũi. Mình nhắm xuống 9/10 thôi. Đó. Và mình quay sang bên trái Wahe, và bên phải Guru. Wahe, Wahe, mình sẽ làm ba phút. Wahe, 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 Guru. Wahe 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 Guru, 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 Wahe Guru. Lại cũng giữa hít vô thật sâu, nín thở, thở ra, hít vô
Mình thả các tay tay lại cho các bạn các tay lại những tay vừa giữ được. Và để kết thúc buổi học hôm nay, mình sẽ hát Medalong Thanh Tân và mình sẽ chặt tắt nam bằng và thật sâu thả ra tại sao mình bắt đầu in a long time sunshine upon you all the and a pure light within you guide your way on. May the long time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. So xuống cho máu trong đầu và trong tim con người cho là mình thấy thế rồi thật là xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối thật là an lành và dùng buổi tối thật là ngon miệng. Con kính chúc mọi người luôn luôn sức khỏe và luôn luôn gặp chuyện thật là may mắn và bình yên trong cuộc sống. Sana.